Này con kính chư Phước này đến đạo tràng, thỉnh cầu quý đạo hữu an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Thế Tôn Gotama. Idam nho punyam nibbana sappa treyo hầu tướng, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp nhân lành để thành tựu niết bàn. Xa thứ lành thai. Giờ lễ bái tam bảo đã hoàn mãn, con kính tri ân ngài trí đức, con kính tri ân đạo tràng. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, con kính đảnh lễ ngài trí đức, con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông cùng chư tôn, cùng quý bà quý cô tu nữ quý sư ở đây và đạo tràng. Con xin phép thay mặt đạo tràng để được xin thỉnh pháp sư ạ. Namu tha sa phagavatu arahatu samma sambuddhasa. Namu tha sa phagavatu arahatu samma sambuddhasa. Namu tha sa phagavatu arahatu samma sambuddhasa. Brahmacaloka thipati sahampati Katanjali anthi varang aya chatha santi tha santam parajang khajatika dese du thammang anukam pimang pacham santham vaperin vinayan chakhayam suntam japantham abitham majammang Akotayantu chatusan chadandang pampothanaye parisayamanche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dí hơi. Quyền lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ phàm từ, đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giam vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lời hết nặng còn lâu năm. Cả tam giới thừa âm phổ cầm, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cớ tin rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tử bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Chúng con thành kính cung kính ngài Liễu Tông đăng đàn để hướng dẫn chúng con buổi học ngày hôm nay. Con kính chúc quý đạo hữu thính pháp được an vui. Con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô Bụt kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư cư sinh đang sinh nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng của tôi rõ. Nam mô Bụt Thầy.
Alo, 123, 123. Nam mô Bụt Thầy Dạ. À, kính lễ Ngài Liễu Tông. À, kính chào quý vị. À, vừa rồi thấy Sitina đưa tay, mà sao không nghe âm thanh gì hết. À, hôm nay thì Ngài Liễu Tông đã đến với Pháp hội chúng ta, một ngày rất là quan trọng. Tuy nhiên, Sita Nhật Quỳnh hôm nay bận công việc ở chùa Pháp Luân, cho nên không đến được với đạo tràng. Mong rằng trong đạo tràng của chúng ta, vì nào có thể lên làm thị giả. Ở đây thấy có huynh đạo huynh ha, Sitina, rồi Sikmeta, Sitamphương, Christina, Sik Thiện Vũ, cũng có rất nhiều vị trong đạo tràng huynh thánh pháp nữa nè. Rồi mời quý vị nào có thể hoan hỷ ha, làm thị giả để hỗ trợ cho Ngài Liễu Tông trong buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Xin mời bàn tay của quý vị ạ. Alo, huynh đạo huynh có thể làm thị giả cho Ngài được không ạ? Huynh thính pháp quý vị nam nhi mà sao yếu quá vậy, phải mạnh dạn lên chứ. Rồi sa thủ Sĩ Tâm Phương, xin mời Sĩ Tâm Phương ạ. Dạ nam mô Bố Tha Giá, dạ nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá. Dạ con thấy không có vị nào thì con cũng tiên phong, nhưng mà chắc có lẽ là cũng lần đầu tiên, nhưng mà con cũng xin cố gắng. Dạ trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, dạ nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tâm, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Dạ hôm nay được thuận duyên và bị tuyết quá nên con ở nhà, bây giờ con cũng xin lên để giúp cho rùm một chút xíu, và có chi mà sai suốt thì quý vị nhớ giúp đỡ. Dạ rất là hoan hỷ khi có Ngài đã đến với lớp học chúng ta. Thì bây giờ các vị, nếu như vị nào, dạ nếu vị nào mà có muốn hỏi câu hỏi gì thì thích lên hoặc là trực tiếp giơ tay để Tâm Phương nhường mic lại, để cho mà quý vị phải tranh thủ để cho Ngài sớm trả lời cho chúng ta. Dạ nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ trước hết con xin thỉnh Ngài Ngài cầm mic để thử mic và điều hành đầu tiên để cho con theo bước Ngài. Dạ okay. Con xin dâng mic cho Ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá, kính bạch Chư Tôn, dạ kính thưa chư quý vị, thử mic là thử rồi, chúng sanh nghe rồi. Thành ra bây giờ chị nào có những câu hỏi hay thắc mắc gì thì có thể đưa chat lên, hoặc là đưa tay họ nói, hoặc là email cho cô Lạc Lê, cô Tâm Phương nè. Cô Tâm Phương sẽ đọc để cho chúng tôi trả lời. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá. Dạ, không biết, dạ cảm ơn cô Thiền Vũ cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết, dạ cảm ơn cô Tina, cô Lạc Lê. Dạ, trước hết, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông cùng Chư Tôn Đức. Con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, và con kính chào tất cả quý vị trong đạo tràng. Và con
cũng xin có một cái câu hỏi. Dạ con bạch ngài, xin con xin đọc cái câu này. Dạ có một vị thiền sư đã đưa lên năm cái câu mà con đã đưa lên đây, con xin đọc lại. Tự muôn đời tôi vẫn tự do, tự sinh chỉ là cửa ngõ ra vào, tự sinh là trò chơi cút bắt, tôi chưa bao giờ từng sinh, cũng chưa bao giờ từng diệt. Dạ qua năm cái câu này thì con xin bạch ngài, cái vị này đưa lên như vậy thì có phải là khoe pháp cao nhân không bạch ngài? Bởi vì nói là chưa từng sinh mà cũng chưa bao giờ từng diệt, thì tất nhiên là theo con nghĩ thì chắc là đắc A-la-hán rồi, cho nên chưa từng sinh, chưa từng diệt gì hết, thì là có phải là khoe pháp cao nhân không thưa ngài? Dạ xin ngài giảng giải cho con hiểu, con kính cảm ơn ngài, con kính dân mít đến ngài. Nam mô Phật Thà, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Vị này vị giết dạy dân không chắc gì ta có thể hiểu được hay không, mà không hiểu thì nó bậy chơi cho vui chứ làm sao và phạm giới phè pháp cao nhân được. Thành là chúng tôi ít có bàn tới những cái chuyện này, bởi vì khi chúng ta nói chúng ta phải dựa vào số vấn đề. Còn giống như con ngài hỏi Hòa Thượng Từ Thông đó, chúng tôi có nghe qua một lần nhưng mà không có để ý. Sau này tình cờ nhớ lại, hỏi là khảnh há cái ngũ quẩn không có tua tôn thì lấy cái gì đi tái sanh. Khi mình hỏi vậy tức là mình đặt vấn đề nó không có đúng. Ở trong cái đời này mình đối diện hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chế định pháp, vấn đề thứ hai là thực tính pháp. Nếu mình nói chế định pháp thì vẫn có sinh có tử, có tội có tà. Nhưng mà nếu mình nói về thực tính pháp thì không có tôi có ta. Thì hỏi cái gì sanh ra? Thì dĩ nhiên thực tính pháp nó sanh ra chứ có ai đâu. Thực tính pháp nó gồm có gì? Nếu sanh ở cõi vô tưởng thì chỉ có một quẩn là sắc quẩn mà thôi. Sắc quẩn sinh ra. Nhưng mà nếu mà ở cõi vô sắc thì có tứ quẩn nó sanh ra. Mà ở cõi chúng ta đang ở đây là cõi ngũ quẩn thì có đủ năm quẩn sanh ra. Thì nó vẫn có sanh có diệt chứ không phải không. Nhưng mà nếu mình đặt vấn đề hỏi có không có cái tôi thì làm sao ai sanh ra, thì ngũ quẩn nó vẫn tự nó sanh ra được, chứ nó sanh diệt do cái nhân duyên của nó. Dù rằng nó có tôi ta hay không, chuyện đó không cần biết. Hoặc là ngược lại mình nói chế định cũng vậy, chứ không phải là mình đem cái chế định để mình lòn vô cái thực tính pháp, rồi mình đem thực tính pháp mình múa ra men ở quay cuồng như vậy đó. Người nói cũng không hiểu thì người nghe làm sao hiểu được. Nam mô Bụt Thầy gia, kính mời cái vị đang giơ tay. Dạ Nam mô Bụt Thầy gia, con kính tri ân ngài. Dạ con xin nhường mic cho vị khác. Dạ Nam mô Bụt Thầy gia, Nam mô Sanh Gia, Tham mô Tham Ma gia. Dạ kính lễ ba ngôi tam bảo. Dạ, kính lễ ngài Liễu Tông, kính lễ ngài Trí Đức và kính chào toàn thể đạo tràng. Hồi nãy ngài Trí Đức kêu con lên làm thị giả cho ngài Liễu Tông, nhưng mà con vừa đây không kịp thì cô Lạc Lê đã tình nguyện làm rồi. Là cô Lạc Lê đã làm thị giả rất là tốt nha, xa thú và rất là hoan hỷ cô nha. Thì hôm nay cũng là ngày 29 Tết. Ngày 30 Tết Việt Nam thì nhân dịp thềm năm mới, chúng con cũng xin gửi lời tri ân ngài Liễu Tông cũng như tất cả quý sư trong đạo tràng đã bỏ công mở sức hoàn pháp cho chúng con. Chúng con rất là cảm kích tri ân. Cũng xin hỏi sư một câu rất là đơn giản hôm nay thôi. Dạ, rất là đơn giản.
là về cái cách trang phục của mấy sư Nam Tông đó sư, dạ, thì chúng tôi để ý là thấy mấy sư để mặc y nhưng mà để lộ một cái vai trần, bên tay phải thì phải, dạ. Thì cái cách phục xuất đấy có phải là đất trước Đức Phật năm xưa hay không, hay là để mà phân biệt mình là người Nam Tông với Bắc Tông, thì trên sư hoan hỷ cho biết ý nghĩa về cái cách phục xuất của mấy sư ở Nam Tông ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy nhé. Và xin cũng xin cảm ơn sư rất nhiều. Dạ. Nam Mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật ra đối với cách phục dẫn y của Hải Nguyên Thủy là từ thời Đức Phật tới giờ, dù rằng qua mỗi cái quốc gia nó có những cái sự thay đổi khác nhau chút chút thôi chứ không có nhiều. Ví dụ như cái cách quấn y của Miến Điện nó không giống Thái, như cách quấn y của Thái nó cũng không giống Tân Lan. Nhưng mà dầu nó quấn y cách nào thì nó chỉ hai chuyện nè quý vị để ý cho thấy. Một là chừa vai trái, vai trái. Hai là hùm kính lại. Thì cái hùm kính là khi nào đi ra khỏi khuôn viên của cái nơi mình ở đó, gọi là chùa đó, thì bắt buộc phải hùm kính. Còn ở trong chùa nhiều khi mình phải làm việc này việc nọ đó, thì mình phải chừa, nghĩa là kéo y nó xuống, chừa vai trái để cho dễ làm việc. Chứ còn bây giờ ví dụ như mình đi lộng rác lộng đồ vẫn y kính mít về thì sao lộng, thành ra để giải việc hoặc ăn uống này kia với chư tăng á, thường thường á. Sau này quý vị thấy có chén đũa muỗng đĩa rồi chứ thật sự chư tăng đúng mức thì ăn bốc, không có chén, không phải chỉ có cái bát, cái bình bát mà thôi đó. Thành ra thường thường là dùng tay không để ăn chứ không có dùng chén nữa gì hết á. Thành ra cái cách hùng núng hùng của chư tăng, cái cách mặc y mặc áo của chư tăng nó phải có một số cái điều kiện để cho dễ dàng trong cuộc sống hàng ngày, nhưng mà khi ra ngoài là phải kính đáo chứ không thể nào ấy được. Không ấy là thời Đức Phật thì nó còn đơn giản hơn nhiều, là không có áo trong áo gì, không có cái gì cả, chỉ có bà mình la y mà thôi. Thì giờ mới đi ngoài Hà Nội, đi dài trái và đi thằng Nhà Lê. Thì có ba miếng đó rồi. Đi đâu cũng ôm cả ba miếng đi chứ không được bỏ nơi nào đó ha. Thành ra đó là lý do tại sao mà nấy. Còn khi mà họ truyền sang Tàu thì họ lại khác. Tại vì có lẽ họ quấn y học không có thân, hay là cái xứ đó, cái vào thời đó đó. Không có... không có được quần chúng người ta đồng ý cái chuyện mà quấn y giống vậy nào mới mai thành áo thành quần họ mặc. Ví dụ như họ đó thì ở Tàu thì cái chuyện mà cạo đầu là dành cho những cái người mà phạm tội phạm đội vũ. Thành ra quý vị thấy mấy thầy là bình thường thì không có gì, nhưng mà làm lễ làm đồ là phải đội mão rồi gáy vô để che cái đầu lại. Thì đó là một số cái biến đổi đó. Nhưng mà thật sự ra tới khi qua tới bên Tàu rồi thì nó thay đổi nhiều chuyện lắm, từ kinh điển từ này nọ nhiều chuyện, chứ không phải là nọ cái vấn đề mặc y mặc áo không đó. Còn mặc y mặc áo kinh điển rồi gì của các nước theo Phật giáo truyền thống bây giờ, ví dụ như Thái Lan Miến Điện hay Lào hay Miên đó, đều giống nhau hết chứ không có xa, không có biệt. Khi đi chung với nhau cũng tụng kinh giống nhau, chứ không phải là hệ này tụng kinh này, hệ kia tụng kinh kia thì cái chuyện không có. Thành ra nó rất là thuận tiện cho cái lối sinh hoạt chư tăng. Còn chư tăng đó không có cùng một quốc gia cũng có thể sinh hoạt với nhau được. Còn như bên hệ của Bắc Tông, Bắc Kỳ nữa, thì cái, từ cái hệ này qua cái hệ khác anh đi đâu phải mang kinh điển theo, chứ người này tụng cái hệ khác nghe không hiểu, nó là cái trở ngại lớn bên đó. Thì Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ alo, dạ bạch ngài, con đã thấy đạo huynh sa thú lành thay là có nghĩa rằng huynh đã hiểu cái câu trả lời của ngài rồi. Thì bây giờ kế tiếp là Tâm Phương kính mời tất cả Phật tử nào muốn hỏi thêm gì ngài thì xin giơ tay hoặc là trực tiếp để ngài sẽ trả lời những câu hỏi mà quý vị cần phải biết. Và đạo huynh ơi, lúc nãy là ngài Chí Đức ngài gọi đạo huynh, nhưng mà mình cũng không biết, cho nên bây giờ trực nói chung mình cũng công việc mình cũng có, mà nếu đạo huynh lên giúp thì đạo huynh giơ tay để mình nhường mic cho đạo huynh nghe. Ok, mình và mấy mời tất cả Phật tử ngâm tiếp tục vào câu hỏi ạ. Dạ alo, dạ kính mời thu học pháp á, dạ xin cho có câu hỏi gì hoặc là đạo huynh có tiếp tục hỏi thêm ngài những câu hỏi gì thì đạo huynh tiếp tục lên và Tina nữa, dạ. Dạ, xin cho hỏi là đạo huynh có cần muốn hỏi thêm ngài những câu hỏi gì mà liên quan đến nhà Phật pháp không ạ? Dạ em kính mời chị Mita thêm những câu hỏi đi chị Mita. Yeah. Alo. Dạ con cũng chưa thấy vị nào lên nghe chứ. Dạ thôi để con xin nha, con xin, con xin có câu hỏi nhỏ như thế này. Vì ngày hôm qua là con có học mà có một cái câu hỏi là tết đến rồi, rồi tết đến rồi, rồi tết chết rồi, là con không hiểu cái điều đó là như thế nào. Nhưng mà con thì có mấy vị nên cũng tranh luận, cũng nói chuyện. Thì bây giờ con cũng xin hỏi bạch ngài hoan hỷ giúp con với câu cái hỏi đó. Là tết chết rồi thì như thế nào con cũng có hiểu. Và con xin nhận biết cung kính này dân ngài hoan hỷ giúp con cái câu hỏi này ạ. Nam mô Phật Thà Gia Kinh Bạch Chư Tổ Hiền Giả, kính thưa cho quý vị. Thì ai nói ra câu hỏi thì hỏi người đó cho nó chắc ăn, chắc hỏi người khác nhiều khi giải thích nó không trúng. Nhiều cái ý của người ta đưa ra câu hỏi đó đâu có được, phải không? Thành ra nếu mà mình nói là cái gì thì nó cũng có cái điểm chấm dứt của nó. Cái điểm chấm dứt đó là như thế nào, mà trước khi nó tới cái điểm chấm dứt nó thì nó phải có cái chuyện khác nó. Thì cái gì thì nó cũng có xuất hiện rồi nó chấm dứt. Mà cái chấm dứt có thể là chấm dứt tạm thời, nhưng cũng có thể chấm dứt lâu hơn, cũng có thể là chấm dứt rồi không còn trở lại nữa. Thì tùy theo cái đó là người ta mới đặt ra những cái câu mà mình từ xưa giờ mình hay nghe. Nghĩa là sống rồi trời rồi tê đi đâu thì mình tự biết lấy chứ là giải được. Con người của mình, cái đời sống con người của mình, nhiều khi mình tưởng đâu nó rất là nhiều khi, nhưng mà mình không ai nghĩ được cái đời sống của mình có ngày mai hay không. Cái chúng tôi thường nói sao với bốn tay đấy, chúng ta có hai chuyện mà thôi, một là ngày mai, hai là kiếp sau. Thì tùy theo cái điều kiện đó người ta mới chế được một số điều kiện để nói, để diễn tả cái đó. Thành ra cái người nói thì cái câu trả lời nó chắc hơn là cái người mà không có nói.
Còn mình thì thường thường cái đối với con người ta đó, cái chết con người ta đó, nó tương đối là nó hơi xa, nó hơi xa. Ví dụ như người ta có thể là sanh ra chết liền cũng có thể là 5-10 năm hoặc 20-30 năm, nhiều khi 10 năm. Đó là lý do tại sao con người ta mới dễ vui là nhớ chuyện, chứ không ai tránh khỏi cái chết đâu. Nhưng mà thường thường mình sanh ra tới dù thời này khoảng 70-80 mới đi, thì mình cứ nghĩ là cuộc đời mình sẽ sống được bao nhiêu đó. Thành ra mình rất dễ vui, dễ vui trong đời sống hàng ngày, ít có khi nào lo tạo những cái điều có lợi ích cho kiếp sau hoặc là cho cái tương lai. Thường thường các bậc thiện trí hay dạy rằng thường như mình không có khe. Ở đây không ít người trong cái room này mà đã không nghe mà câu nói của một số người đó. Khi họ đi làm họ nói về hưu tôi sẽ đi tu, nhưng không ai làm được chuyện đó nhiều. Bởi lý do tại sao? Khi mình đi hưu thì nó già là chất đầu tu. Đi học cũng vậy, cái gì cũng vậy, có rất nhiều chuyện vậy đó. Thành ra mình không nên dễ vui đối với những cái chuyện mình biết chắc chắn nó sẽ xảy ra. Đó. Có những cái chuyện mà ít chắc chắn nó xảy ra, ví dụ quý vị coi trong cái lời dạy của Đức Phật, có những chuyện ngày dạy, có những cái chuyện ngày không có dạy. Đó. Nhưng mà nếu mà có nói cũng chỉ gián tiếp thôi. Ví dụ như tại sao trong đề mục thiền có niệm về sự chết mà không có niệm về sự bệnh, không có niệm về sự già, thấy không? Bởi vì cái bệnh cái già là cái đó nó tương đối tùy người. Có người từ lúc sinh ra không có bệnh tới lúc già là chết đó. Nhưng mà cái già của họ đó thường thường là nó chậm, nó không nhanh, ta không có thấy. Nhưng mà cái chết chắc chắn là phải thấy, không sớm thì cũng muộn. Thành ra Ngài mới dạy chúng ta niệm về sự chết, nhưng mà Ngài không dạy chúng ta niệm về bệnh, về già. Hoặc là có những cái cõi nó có đầy đủ, và những cái cõi nó không có. Ví dụ như ở các cõi trời, cõi trời dục giới thôi, thì những cái phương pháp, những cái đối tượng gì bất tịnh không có. Thành ra trên đó không có vụ mù quáng gì xác chết, quán gì bất tịnh là không có. Ngay cả cái già của họ cũng không thấy. Bởi vì khi mà họ thấy cái triệu chứng của già rồi, họ sắp chết rồi, không có sống lâu được. Thành ra đó, những cái điều đó nó làm cho con người ta rất là dễ vui. Bởi vì nghĩ người nào cũng nghĩ mình ta, thầy bói coi rồi 70-80 tuổi mới là đi đoàn tụ rồi, anh ta không có sợ gì đó. 60-70 tuổi đi tu chưa muộn, xin lỗi cái gì đó. Chỉ cần nửa đời người mà quý vị không hiểu gì về pháp đã muộn rồi, chứ đừng có để già hơn gì nữa. Thành ra khi nào có cơ hội thì cũng nên, không ít thì nhiều thì cũng nên. Bởi vì đó là cái điều mà mình xài kiếp này được, mình cũng phải xài cho kiếp vị lai thôi, chứ làm sao tránh khỏi được. Thành ra mình phải coi cái nào nó có cái điều dính dấp tới cái cuộc đời này, dù ít nhiều thì phải ráng tìm để làm của, giống như của hồi môn của mình vậy đó. Chứ đừng bao giờ mình nghĩ là mình sẽ sống tới đó tới đó, đừng bao giờ nghĩ vậy đó. Cái sống bao lâu đó không có gì chắc chắn hết đó. Bởi cái đó thì cái chắc chắn mình có thể tự hào rằng mình ít bệnh, không bệnh, không ai nói đó. Nhưng mình tự hào mình không chết là chuyện không thể xảy ra. Thành ra những cái chuyện đó mình không nên dễ vui là như vậy. Thành ra có rất nhiều chuyện chứ không phải một hai chuyện, nhưng mà chúng tôi chỉ nói sơ sơ những cái chuyện vậy thôi. Để khi nào quý vị có dịp thì suy gẫm. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ sa thú lành thay. Dạ con rất là tri ân Ngài. Dạ, con đã nắm được cái vấn đề đó. Dạ bây giờ thì con có thấy chị Mita là kính mời huynh tự học pháp. Thì bây giờ xin hỏi là có huynh ở trước máy không ạ? Nếu như mà có huynh trước máy thì huynh có thể giơ bàn tay của huynh lên, rồi Tâm Phương sẽ mời huynh lên để trực tiếp hỏi với Ngài cho nó rõ ràng hơn. Dạ chị Mita ơi. Dạ có huynh tự học pháp đó không? Dạ alo. Dạ mà dạ alo. Chị Mita ơi.
hình như là tự học pháp muốn hỏi câu gì phải không? Em thấy chị thấy lên em à. Dạ vậy thì bây giờ kính mời, trong lúc chờ đợi, kính mời quý vị có trực tiếp ở trong room thì xin quý vị đặt ra những câu hỏi cuối năm đi, cho nó cho sinh động một cái room Phật pháp Phật giáo, tại vì hôm nay không có chị Nhật Huỳnh. Dạ. À dạ, dạ kính mời Huỳnh tự học pháp nghe, để Tâm Phương nhường mic lại ạ. Nam mô Bụt Tha Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sanh Khả Giả. Con kính đảnh lễ sư Liễu Tông, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, chư tôn đức tăng, quý cô tu nữ, và mến chào là tất cả các đạo hữu đang ở trong room ạ. Rồi, người thì không có ai hôm nay vắng mặt ốp, con lên để mà phụ giúp một chút qua những cái câu hỏi. Thì các anh chị đạo hữu ai có thì cứ việc là những cái vấn đề thì cứ việc là gõ lên ha. Nếu mà sẵn nha, chúng tôi đang có cầm mic thì chúng tôi sẽ đọc cái câu hỏi đó dùm cho các anh chị. Còn khi chưa có câu hỏi thì chúng tôi sẽ nêu. Rồi, ví dụ như ở đây là có nít chiếc lá mùa xuân là nêu. Và bạch ngài là nuôi thú cưng trong nhà như là chó hoặc mèo, có phải là mình giúp cho nó không? Hay là mình đang tạo nghiệp ạ? À? Dạ, con gửi mic cho sư chỉ dạy về cái câu hỏi này ạ. Nam mô Bụt Tha Gia Kinh Bạch Trời Tạo Nguyện. Dạ, kính thưa chào quý vị. Mình nuôi thú tức là mình tạo những cái nghiệp nó không có được tốt. Mình có thể mình giúp nó trong những trường hợp nếu mà nó xa cơ hoặc là gì đó. Nhưng mình nuôi nó đó, trong cái sự sống của nó và cái sự sống của mình, có thể mình sẽ lấy một số cái điều kiện của chúng sanh đó. Mà khi mình dính mắc vào những cái điều kiện đó, nó có thể nó là cái nhân để cho kiếp sau mình có thể mình mang những cái đó vô trong cái đời sống mới của mình. Nó nguy hiểm chứ nó ngoài là chuyện trời. Mình nuôi là con cái trong nhà mình nuôi được. Còn nếu không á, thì phải nuôi dưỡng tính cái thân của mình, tạo cho nó nhiều cái thiện nghiệp, giúp cho nó hiểu biết cái đời sống này cần phải làm gì. Chứ bây giờ mình cảm thấy mình không có con cái thân nhân cho mình đi kiếm thú mình nuôi, nên nhớ con thú nó có một số cái điều kiện của nó, nhưng mà nó cũng làm cho mình dính mắc những cái điều kiện đó trong đời sống hàng ngày của mình. Đó là cái nghiệp xấu chứ không phải là cái nghiệp tốt. Nếu nó cần nó đi lãng giảng trước nhà thì mình cho nó ăn được rồi, chứ mắc gì mà đem vô mình nuôi. Nếu có nuôi thì có con, nuôi con, không có con thì nên nuôi cha, nuôi mẹ. Bật nuôi những thân nhân nào mà họ đang trong cái sẽ cần có người giúp đỡ như vậy. Nó vẫn tạo những cái điều kiện tốt cho đời sống hơn, kiếp này và kiếp sau hơn. Là mình bắt chước theo những cái lối sinh hoạt đó, có lẽ nó không có bình thường, thì cái chuyện đó không có nên. Nam mô Phật Thầy giá. Nam mô Phật Thầy giá. Dạ. Xin mời các cái đạo hữu khác nêu vấn đề lên. Rồi, xin mời các đạo hữu ha. Rồi, nếu như hiện giờ thì chưa có ai nêu vấn đề gì cả, con xin nêu cái vấn đề để cho sư giảng dạy. Thì cái vấn đề đầu tiên con muốn nêu ra ở
đây đó là về mà sự thật đó, thưa sư, về chân lý, về sự thật đó, thì nó là cái sẵn có. Đã là sự thật thì nó là sẵn có. Ví dụ như là bây giờ con nói về cái pháp thực tánh chẳng hạn, thì đây là một cái sự thật mà nó vốn là sẵn có ở trên cái tự thân của những cái pháp thực tánh đó. Như vậy thì khi mà một cái người họ thực hành thiền quán đó, họ quán cái đối tượng pháp thực tánh, nhưng mà họ lại quán theo cái sự thật mà họ được học, họ được nghe giảng lên trên cái đối tượng đó, thì như vậy rõ ràng là nó có cái vấn đề là mình đang chèn cái bản ngã của mình. Có nghĩa là cái bản ngã của mình trong trường hợp này nó chính là những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm mà mình được học lên trên cái pháp thực tánh, tức là cái sự thật tự thân của cái pháp đó. Như vậy thì chỗ này thì mình phải nên hiểu như thế nào, là bởi vì nếu như mà mình không có cái giáo lý thì nó lại không có được. Nhưng mà nếu như mình lại sử dụng cái sự thật do mình học để mà mình quán, mình áp đặt lên trên cái đối tượng, thì hình như con thấy là có vấn đề. Như vậy thì chỗ này thì chúng ta nên hiểu như thế nào để cho nó đừng có rơi vào hai cái cực đoan, thưa sư. Dạ, con kính gửi mic cho sư chỉ dạy. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Nên nhớ cái người biết được cái sự thật đó, đó rất hiếm hoi trong cái luân hồi này. Nên nhớ trong bốn a tăng kiệm, trong ngàn đệ kiếp, cái vị đó phải hành bao nhiêu pháp ba la mật để thấy được cái đó. Nhưng mà ngày khi ngài truyền lại cho chúng sanh đó, thì chỉ có 5.000 năm mà thôi. Sau 5.000 năm đó, cho tới khi cái vị khác ra đời đó, chúng ta đối diện luôn luôn đối với giới định pháp, thì chúng ta không có đối diện với thực tính pháp. Dầu rằng cái chế định pháp đó nó có thực tính pháp, như chúng tôi nói nhiều lần đó, cái chế định có thực tính pháp 100%, cái chế định có một nửa thực tính pháp, hoặc có những chế định không có thực tính pháp. Thì trong thời gian mà không có sự lưu truyền dạy dỗ của một cái sự hiểu biết của một cái vị toàn giác như vậy đó, thì thường thường chúng ta đối diện với những cái chế không có thực tính pháp, hoặc có một nửa thực tính pháp mà thôi. Bởi vì đâu có ai nói ra đâu cho chúng ta biết để chúng ta tìm ra thực tính pháp nào. Ngay cả bây giờ đó, nó thật sự trong cái giáo pháp Đức Phật đó, nghĩa là tính ra cũng bây giờ cũng cho vài trăm ngàn người, nghĩa là coi Đức Phật là thầy. Nhưng trong vài trăm ngàn người đó, có bao nhiêu người thấy được cái chế định đó có thực tính pháp? Là nhớ chuyện đó. Mà khi mà mình không có học đúng mức cái đó rồi đó, thì nó không đưa tới pháp hành. Mà khi không đưa tới pháp hành thì không thể thấy thực tính pháp được. Bởi vì thực tính pháp chỉ thấy qua trí tuệ của pháp hành mà thôi. Vì vậy nên nhớ trong cái thời Đức Phật còn tại tiền đó, có những cái vị đó, nghĩa là thuộc lòng tâm tạng, nghĩa là hiểu biết rất là sâu sắc, thành ra vị đó tưởng lầm là mình đã đắc. Anh nhớ chuyện đó, tưởng lầm là mình đã đắc. Có những cái vị cả đời sân không có phát sanh, tham lam cũng không có phát sanh, mà những cái pháp đó nó không phát sanh, làm sao thấy được thực tính pháp? Cho tới chừng có người thấy được chỉ ra mà mới biết. Ví dụ như cái vị đó, một cái vị đó đó, thì bữa đó có ông Sư Diên đắc đạo A-la-hán, ông tới ông dẫn thầy mình đi rồi. Ông nói ngài có thần thông, ngài biến ra được con hổ đồ này kia được không? Thì khi mà ông biến con hổ cái thì ông Sư Di đó mới làm cho con hổ chụp ngược lên ông thầy. Ông thầy đúng có giật mình. Khi ông thầy giật mình tức là cái sợ nó phát sanh. Thì ông Sư Di cho chị đó, nó thầy còn cái đó đó. Thấy không? Thì chứ đừng nói chi mình. Nghĩa là tam tạng pháp sư được còn vậy chứ đừng nói chi mình. Để mình học mà mình không chịu hành để cho mình hiểu đúng mức cái pháp học của mình á, thì còn lâu mình mới thấy được thực tính pháp. Thực tính pháp không thể thấy qua pháp học. Mình nhớ gì nó giàu có học tới đâu thì nó cũng không thể thấy. Thì nó không có gì nào trong tam tạng kinh điển để lại là gì đã học rồi sẽ thành bậc thánh liền. Không có. Phải hạ thủ công phu hết. Phải hạ thủ công phu mới thấy được thực tính pháp qua cái trí tuệ của pháp hành mà thôi.
Mà nếu mà không thấy trí tuệ của pháp hành thì vẫn tiếp tục sai lầm như thường. Mình đừng có tưởng đâu mình đọc kinh điển là mình hiểu đúng, chưa chắc. Mình hiểu đúng qua chế định, có thể đúng, có thể chấp nhận được, nhưng chưa chắc mình đã hiểu tới cái thực kinh pháp. Đó. Bởi vì khi nào mà có những cái chuyện vậy đó, mà nếu bà vị đó ngồi suy nghĩ rồi hạ thủ công phu rồi mới biết mà mình có thấy được cái thực tính pháp chưa. Mà ngay cái mình dịch kinh điển, mình cũng dịch chế định pháp chứ mình không dịch được thực tính pháp. Đó. Ví dụ như ngày Xá Lợi Phất, ngài nghe cái câu nói của ngài Sa Chí Dê Tâm Mai Tụ Phật Phú Hoa, thường thường mình dịch là mình dịch thành chế định pháp đại dạng pháp do duyên sanh, thấy không? Nhưng mà nếu mình thấy được từng thứ pháp như thế nào thì mình phải dịch khác. Lúc đó ngài Sở Địa Bồ Tát, ngài thấy cái gì đó, cái câu đó đó, tức là câu của đó đó là khổ đế có nhân đà tập đế, dê tham ma là khổ đế, tức là một trăm mấy chục cái tâm tâm sở với sắc, với những cái tâm tâm về tâm sở đi theo nó và những cái sắc để làm cho cái đó nương nhờ để phát sinh. Mà những cái đó nó có cái nhân đặc biệt là tham, thành ra dê tham ma hết tục hồi qua là như vậy đó. Thành ra cái đó mình chỉ hiểu như vậy được, cũng chỉ hiểu qua pháp học mà thôi, để cho cái khi nào hạ thủ công phu mình thấy à, cái đó nó phải là cái này chứ nó không phải là giống như mình nói cái danh từ vậy, thì lúc đó may ra mình mới tính được chuyện khác, chứ còn không có tính được đó. Thành ra chúng tôi nói nhiều lần đó, ngày xưa đó Đức Phật thuyết có một lần nữa, ít nhất thì có ngày cô nên nhá ngày đắc. Bây giờ chư tăng quý vị hỏi thử coi, tụng bài đó bao nhiêu lần? Không, ông sư mà tu trên hai mã không có ông nào tụng cái bài kinh mà tham mát chặt cặp bộ quả tánh sụt tà mà dưới 1000 lần đó, có đắc gì đâu? Bởi vì chỉ hiểu qua chế định pháp mà thôi, thì cái này cũng vậy. Nam mô Bụt Thầy nhé. Nam mô Bụt Thầy, dạ, dạ con kính tri ân sư. Dạ chính vì cái vấn đề là cái pháp thực tánh nó xa lìa hết tất cả những cái khái niệm và cái ngôn từ, những cái ý niệm, cho nên rằng là cái pháp học tuy là mình học nhưng mà nó cũng không có thể nào mà mình dùng cái đó để mà mình có thể mình tiếp xúc được với lại cái pháp thực tánh. Thì cho nên con mới đặt ra cái vấn đề như vậy. Thì cái giáo lý mình học quá thôi sư, thì trong lúc mà mình hành thiền á, thì nó lợi ích ở cái chỗ nào? Là tại vì nếu như ta khởi cái suy nghĩ hay là những cái gọi là cái khái niệm mà mình học á, mang vào trong cái thực hành, thì lúc đó mình sẽ không bao giờ mình thấy được pháp thực tánh. Thì như vậy thì cái ích lợi của nó sẽ giúp mình là ở cái chỗ nào? Dạ xin sư hoan hỷ từ bi giảng dạy cho chúng con ở cái chỗ này. Dạ con gửi mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kinh bạch chư tôn, dạ kính thưa cho quý vị. Cái chuyện rất là dễ hiểu. Mình học cục lửa nó nóng. Bây giờ thì mình tìm cho đúng cái cục lửa mà người ta diễn tả trong kinh là nó nóng đó, mình rời vô đó. Thì khi mình rời thì mình biết nó nóng như thế nào thôi, chứ còn cái người nghe mình nói sau này mình viết sách lại, rời lửa nó nóng vậy, thì cái người nghe nó nóng vậy làm sao biết nóng làm sao, phải không? Nhưng mà phải rời đúng cái cục lửa mới được. Chứ còn bây giờ mình hành, nó nhiều khi mình hành tại sao mình không thấy được sự thật, là tại vì mình hành nó chưa đúng mức 100%, mà có thể nó sai lạc không chừng. Sai lạc bởi vì cái ngôn ngữ diễn tả pháp học nó sai lạc, không có gì đó. Ví dụ như bây giờ mình nói là ngôn ngữ diễn tả pháp học nó sai lạc như thế nào? Đức Phật nói ngôn ngữ Magatha, tức là ngôn ngữ Bali. Bây giờ mình dịch ra tiếng hay tiếng Việt để mình đọc cái đó, mình đã hiểu cái vấn đề nó đã chênh lệch rồi. À. Tại sao những cái nước mà theo Phật giáo truyền thống nghĩa là tương đối, nghĩa là hơi rất lâu chút á, tại sao người ta bắt chư tăng học tiếng Bali để cho cái sự hiểu sai nó bớt lại đó. Chứ đừng nói, bởi vì mình thật sự mình nói đó, cục lửa nó nóng,
Quên lên cái Google mình đánh lửa nóng như thế nào, có cái ngàn chuyện người ta diễn tả cho mình nghe, chứ Quên đọc xong Quên có biết nóng như thế nào đâu. Trừ phi Quên kiếm cái cục lửa, Quên thọc cái tay nó vô thì mới thấy được sự thật. Còn mình nghe người ta nói bây giờ thấy được sự thật, dầu rằng người ta diễn tả đúng nhưng chỉ đúng theo ngôn ngữ mà thôi, chứ không đúng theo sự thật của nó. Bởi vì ngôn ngữ mà đâu bao giờ ta nói đúng như như cái thực tính pháp của nó được, phải không? Mình cứ nghĩ vậy anh biết rồi đó. Cho tới ngày nào mình chưa hạ thủ công phu đúng mức, cho tới ngày đó mình đừng bao giờ mình nghĩ mình sẽ có cảm giác hay là biết được thực tính pháp là gì cả. Đó. Nghĩa là phải hành cho đúng, chứ còn hành không đúng là không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Nam mô Phật Thầy ạ. Nam mô Bụt Thà, dạ. Con kính tri ân sư ạ. À, tiếp tục về cái vấn đề về cái pháp thực tánh, thì ví dụ như là con người là nó được kết hợp từ năm uẩn. Như vậy là con người nó là chỉ là một cái giả định thôi, một cái giả danh thôi, nó không có thật. Và theo vi diệu pháp thì cái pháp có thật ở đây nó chính là năm uẩn. Còn con người nó chỉ là cái do duyên hợp từ năm uẩn, cho nên nó là một cái pháp giả định không có thật. Nhưng mà chúng ta nhìn chỉ vào thì chúng ta thấy bản thân của mỗi uẩn cũng là do duyên hợp. Lấy ví dụ như là sắc đi, là dựa trên là tứ đại. Hoặc là tâm đi, ví dụ như là tâm tham, thì nó sẽ gồm một nhóm những cái tâm sở, như là tâm sở tợ tha, tâm sở biệt cảnh, kết hợp với những cái tâm tham phần vân vân. Thì trong những cái tâm sở, những cái thành tố đó, nó mới ráp lại và chúng ta đặt tên cho nó là cái tâm tham. Như vậy rõ ràng là cái vai trò của cái tâm tham trong trường hợp này nó cũng giống như là năm uẩn kết hợp lại rồi đặt tên nó là con người. Như vậy thì đúng ra thì tâm tham cũng là có, nhưng mà nó là giả có, chứ nó đâu phải là một cái pháp mà thực sự có được, đúng không thưa sư? Và con muốn xin sư giải pháp, giải thích về cái vấn đề này nó như thế này. Tại vì bản thân là tâm, theo vi diệu pháp đó là pháp có thực, nhưng nó cũng là do nhiều cái yếu tố, nhiều cái nhân duyên nó kết hợp lại, nó ráp lại rồi mới đặt tên cho nó là một cái tên là tâm tham hoặc là tâm sân. Và nếu như mà nó có theo cái hình thức như vậy, nó không có một cái tự thể riêng biệt độc lập, cho nên mình không thể nói nó là thật sự có. Thì con không biết cái vấn đề này chúng ta nên hiểu như thế nào, và con xin gửi mic cho sư chỉ dạy thêm về cái vấn đề này. Nam mô Bụt Thà, dạ kính bạch chư tôn nguyện, dạ kính thưa chư quý vị. Tại sự tâm tham nó có cái thật sự của nó, nhưng mà cái sự hiểu biết đó được biết bởi Đức Phật mà thôi. Thành ra khi Ngài giảng, Ngài cũng dùng chế định để Ngài giảng. Rồi khi cái người nghe ghi lại những cái chế định đó là ghi lại theo cái sự hiểu của họ, chứ không ghi lại theo cái pháp hành của họ. Nhớ chuyện đó. Rồi nó thành tùm lum. Quên không tin. Quên lấy cái quyển mà diễn tả cái tâm thôi mà được dịch ra tiếng Anh, nó Quên đọc thứ coi. Rồi Quên đang Quên so sánh với cái quyển tâm mà của người Việt Nam đi học về viết ra coi. Rồi Quên đem cái đó qua Quên so sánh với cái quyển của ông sư Thái hay là ông ấy, rồi xuống nhau bàn là coi nó giống nhau không. Cái thực tính pháp nó có thật, nhưng cái người biết, nếu hành được, học đúng, hành đúng thì biết. Nhưng cái biết đó không thể diễn tả bằng ngôn ngữ được. Mà mình muốn người ta hiểu, mình diễn tả ngôn ngữ, tức là mình làm cho cái điều đó nó sai ra thêm, chứ nó không có giống, không ấy điều lại được. Vấn đề là nằm chỗ đó. Nói cái chuyện mà ngôn ngữ đời thường mình xài không, nó đã khác nhau, nó đâu có giống nhau được. Quên gặp người Việt Nam, Quên nói cơm người ta hiểu, chứ còn Quên gặp Mỹ mình Quên nói cơm nó đâu có hiểu. Thì phải lựa danh từ dịch, càng dịch nó càng sai, chứ làm sao nó giống nhau được. Bởi mình dựa vào trên những cái hình ảnh, theo cái sự tưởng tượng, cái sự suy nghĩ, cái kinh nghiệm của người đó để chế định ra cái chữ đó.
thì không thể nào nó diễn tả được thực tính pháp cả. Mà những cái thực tính pháp này được thấy bởi Đức Phật, chứ còn ngay cả những cái vị đại đệ tử này còn chưa thấy được. Đó, nhưng mà cái khổ cái đó, những người nào có đủ khả năng đầy đủ nghe Đức Phật thuyết thì mau đắc. Bởi ít nhất cái diễn tả của Ngài nó tương đối, nó chính xác. Người nghe người ta có thể ta thấy được. Còn mình bây giờ đừng hy vọng. Nó có cái ngàn chuyện để diễn tả vấn đề. Rồi mình cái sự hiểu biết của mình đó, nghĩa là quá ngon đi, thành ra mình hiểu sai luôn. Chứ làm sao hiểu sống được. Thấy không? Thành ra bây giờ mình ráng mình tu học. Mình học những cái điều, trong những cái điều kiện mà mình có thể học được. Tốt nhất là nếu mình học được qua liên học, cho anh hiểu một số vấn đề rồi mình đọc cái đó. Mình học xong rồi đó, tìm tới cái nơi mà tương đối đàng hoàng trong để hạ thủ công phu hành, để thấy cái gì đó, thì lúc đó mình mới có thể mình nói được ra được cái gì. Chứ còn cái này mình không hành, hay là hành thì chưa tới, rồi vì lý do này lý do nọ mình đi diễn giải để cho người khác hiểu, càng sai thêm. Bao giờ cũng vậy đó. Cái gì nên nhớ, vào thời Đức Phật người ta đắc nhiều, tại vì ông thầy đã thứ thiệt rồi, các học trò cũng thứ thiệt, đi dạy để học trò cũng thứ thiệt. Cho tới sau 1-2 ngàn năm bắt đầu nó suy mấy cái đó, thành ra cái sự đắc đầu quả tại sao nó ít lại. Bởi vì diễn tả cái bài học nó không còn chính xác như giống như cũ nữa đó. Mà bây giờ mình muốn có người diễn giải như cũ là sao cũ được. 1 ngàn năm đầu mai ra tìm ra cái người giải thích chính xác. Bây giờ mình ở 1 ngàn năm thứ 3 rồi, tìm rất là khó. Mà khó mà tìm ra rồi chưa chắc người đó nói mình nghe mình hiểu được. Thành ra bây giờ những cái gì cần học mình đang ráng học đi. Rồi nếu có thời giờ mình đi tìm những cái nơi nào đàng hoàng giúp mình hạ thủ vô huynh hành để coi mình được cái gì cái đó. Rồi sau đó mình sẽ từ từ mình tính sao, hoặc là mình để gieo duyên vào kiếp khác. Cái chưa chắc kiếp này tơ tắt tới 5 năm nào mình đã học được cái mình đạt đâu. Đừng hy vọng nhiều quá mệt. Nam mô Phật Thầy á. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ con kính tri ân sư ạ. Tất nhiên là con tin về, mặc dù mình chưa có thấy được, nhưng mà mình học vi diệu pháp thì mình tin rằng tâm tham, tâm sân được, đó là những cái pháp có thật. Nhưng mà đứng ở một cái góc độ cũng là cái lý của vi diệu pháp thì chúng ta phải mạnh dạn mình đặt ngược lại cái vấn đề. Nếu như theo vi diệu pháp nói rằng là con người là sự lắp ghép của năm uẩn, con người không có thật. Mà bản thân của mỗi uẩn nó cũng lại là một cái sự lắp ghép của nhiều cái duyên, thì tại sao nó lại là có thật? Đó thì con đặt lại cái vấn đề như vậy, chứ không phải là không tin như vậy. Nó còn nói ví dụ như là tâm tham đó, là nó ghép bởi nhiều cái tâm sở ở trong đó. Tâm sân nó cũng ghép nhiều cái tâm sở ở trong đó, rồi mới đặt tên cho một cái hỗn hợp đó, một cái tổng thể đó, cái tên là tâm sân hay là cái tên là tham. Như vậy thì tìm ở trong cái tâm tham và tâm sân, nó không có một cái tự thể riêng biệt nào cả. Người ta gọi đó là nó không có cái tự tính riêng biệt. Mà nếu như một cái pháp mà nó do duyên hợp, nó không có cái tự ngã, cái tự thể riêng biệt, thì như vậy rõ ràng là cái cách có đó, nó là một cái sự giả có, nó không phải là có thật. Thì ý con hỏi rằng là ở cái chỗ này nó có, mà trong nhiều pháp thì khẳng định rõ ràng là tâm tham và tâm sân nó là một cái pháp có thật. Làm gì nó còn hơi khó hiểu ở cái chỗ này thì cái vấn đề đó, và mong sư Hoàng Nghĩ là nói lại thêm một lần nữa về cái vấn đề này nó như thế nào ạ, thưa sư. Dạ con kính gửi mít cho sư. Nam mô Phật Thà Dạ Kinh Bạch Chư Tổ Dạ Kinh Thừa Chư Vị. Thì chúng tôi đã nói rồi, cái tâm tham nó có thật qua cái trí tuệ của đấng toàn giác mà thôi. Rồi bây giờ ngài đem cái đó ra, ngài nói cho chúng sanh biết, thì ngài phải dùng cái ngôn ngữ chế định, chứ làm sao ngài dùng cái ngôn ngữ thực tính pháp được. Mà khi ngài dùng ngôn ngữ chế định rồi thì mình cứ nghe suy nghĩ thôi. Mà một cái khổ đó,
cái trí tuệ mình nhanh có thể thấy được cái đó là trí tuệ của bậc toàn giác. Tại sao? Tại vì khi một cái tâm tham nó phát sinh, nó không có đứng một mình, nó phải có những cái tâm sở, nó phải có những cái nơi mà nó nương nữa. Nhưng mà tại sao ngài biết cái tâm tham thứ nhất nó có 19 cái tâm sở không đó? Nếu mà nó không có thật, làm sao ngài thấy được? Nhưng mà đó là trí tuệ của ngài. Còn trí tuệ của mình là đừng có so sánh mấy vụ đó. Nó phải có thật, có đủ đủ một tâm, một cái tâm và 19 cái đi theo nó chứ. Chứ làm sao không có thật được? Nhưng mà có cái sự thật đó đó, nó thể hiện qua cái ba la mật của một cái vị toàn giác mà thôi. Nhưng mà ngài muốn cho mình hiểu thì ngài mới dùng cái chế định, ngài đặt ra cái chế định để ngài giảng cho mình hiểu. Đó. Thành ra chúng ta mới nói mình hiểu rồi đó, mình hành cho đúng mức thì mình chỉ thấy trạng thái của cái đó thôi, chứ làm sao mình thấy một tâm tham được? Trong cái búng tay tâm sen diệp 1000 tỷ lần, làm sao mình thấy được? Trừ phi mình nguyện để thành Phật chánh đẳng chánh giác đi, rồi lúc đó mình thấy. Chứ còn như phàm nhân chúng mình là đừng hy vọng. Mình chỉ thấy cái trạng thái nên biết cái đó nó là như thế nào. Nhưng mà con cái khổ cái nhất là khi mà thấy cái trạng thái vậy như thế nào rồi đó, lại đi viết sách viết rộ ra cái chịu. Cái kiểu mà người đời là làm đó. Nha. Thích dài tiền thiếu gì? Thấy không? Nó khổ là khổ ở chỗ đó. Đức Phật chỉ để là có 80 mấy ngàn bài pháp ngắn thôi. Mà sau này những cái nhà chú giải phải viết ra không biết bao nhiêu chuyện. Bây giờ nó thành không biết bao nhiêu chuyện mà nói. Là tại vì cái trí tuệ mình nó siêu đẳng quá thì mình đáng chịu chứ. Anh nói bây giờ chỉ có học đầy đủ cái năng lực hạ thủ công phu để thấy cái trạng thái của nó, trạng thái của thực tính pháp vậy. Nhưng đừng hy vọng thấy một tâm tham với 19 tâm sở đi theo nó. Phải nhớ chuyện đó. Mình cái kiểu mình thấy bất qua thấy thứ thiệt mà thấy cũng nhá nhá thôi, chứ làm sao thấy được vậy. Rồi mình thấy được vậy cái mình nói nó không có thật, cho mình không thèm học, còn chán không. Thì đó mình lộ vốn chứ không ai lộ vốn hết á. Mô Phật Thầy á. Nam mô Bụt Thà. Dạ, dạ con kính tri ân sư. Dạ đây con nêu cái câu hỏi của cái nick là Chiếc Lá Mùa Xuân. Để cho con đọc cái câu hỏi đó là: bạch ngài, con nghe có người nói là làm việc thiện không nên cho ai biết, chỉ cần mình biết là được. Nhưng mà con thấy có rất nhiều người kêu gọi làm thiện sự. Vậy cái việc kêu gọi mọi người làm thiện sự có đúng hay không ạ? Tại sao một vị tỳ khưu không được kêu gọi những Phật tử thì được ạ? Rồi con gửi mít cho sư chỉ dạy cho Chiếc Lá Mùa Xuân về cái câu hỏi vừa rồi ạ. Nam mô Bụt Thà. Dạ kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa cho quý vị, mình làm việc tốt mình không nói giải biết, hay là mình không có cái cách để cho người ta thấy, làm sao người ta tùy hỷ phước báo, sẽ giúp người ta tạo phước báo được. Nên cái chuyện mình làm mình phải lựa người để mình nói, chứ không phải là lúc nào mình cũng nói. Bởi vì mình nói ra để chúng nó dồn cái mặt mình, cái nó quýt cái nó đi nói người khác cái mặt nó mà cũng biết là phước nữa kìa. Lúc đó là mình nổi sân quá. Phải là cho đúng người đấy. Mình để mình nói là mình mới phước đến, ta tùy ý phước báo. Nếu người ta thấy được thì ta cũng làm phước thiện để cho mình, người khác thấy cho nên nếu vậy không được. Còn cư sĩ Phật tử thì không có, chỉ có năm giới thì nó không có giới cấm. Vì tỳ kheo có giới cấm là không được kêu gọi bất cứ cái việc gì liên quan tới những cái hành động đó. Nhà sư kêu không có được, nhà sư nói lên cái gì mà mình cần cũng không được, kêu gọi tiền bạc bất cứ cái gì cũng không được, là nhớ chuyện đó. Những cái vật dụng cần thiết thì thu có thể nói được, khi nào cần sinh nam của sinh nữ mà theo hộ độ không á, phải nói làm một hoặc làm giấy tờ đàng hoàng, nghĩa là xin thỉnh cầu ngài cần những cái gì trong tứ vật dụng của ngài đó, với trị giá bao nhiêu, xin ngài cho con biết. Thì lúc đó ông thiền sư hay là ông sư ông mới dám nói. Còn mình không có làm cái việc đó, không có ông nào dám nói. Bởi vì nói cái đó
cái đồng tiền mà quý vị có thể dâng hay Phật giờ dâng cái gì đó, cái đó phải đem đi dục chứ không có được xài, phải xài phạm giới. Đó là lý do tại sao thầy kêu không được kêu gọi này nọ là vậy. Cái lực của Đức Phật đã đặt ra cho chị tỳ kheo không được dừng làm như đó. Một mô với thầy vậy. Nam mô Bụt Thà dạ. Thầy mặc cái nít chiếc lá mùa xuân và dạ, kính tri ân sư ạ. Rồi xin mời mọi người tiếp tục nêu cái vấn đề lên. Dạ ở đây thấy có một cái câu hỏi tiếp của cái nít là Hà 0420 là tỳ kheo kêu gọi xây dựng chùa có được không thưa ngài? Dạ còn gửi mít cho sư ạ. Nam mô Phật Thầy và kính bạch chư tôn và dạ, kính thưa chư vị, kêu gọi một cái diện gì cũng không được cả. Quý vị coi trong lịch sử rồi, tất cả các chùa mà của chư tăng có ở đời thời Đức Phật, có ông sư nào ông kêu không? Hay là tự các thi chủ có đất có điền rồi ngồi dần có vợ không? Thế sao thấy ông cấp có đọc không đi kiếm cái chỗ của ông gì đó, ông gì giàu có đem xe trải lót mua xong rồi mới mời Đức Phật tới xin dân, chứ Đức Phật đâu có nói là ông kiếm chùa ông xây cho tôi đợi được không. Thì kêu không được quyền kêu gọi bất cứ cái gì cả, nhớ chuyện đó, không được quyền. Ngay cả đi trì bình mà người không ai dân thì cũng nhìn đói đi về ngủ thôi chứ không được quyền. Ê, à, nói tới nó lui để cho người ta biết mình bữa nay đi bác không có ai bỏ vô. Vì gì bỏ mà tôi đói không có được. Nhớ chuyện là đời sống của tỳ kheo nó khó chứ nó không có dễ. Giống như là mình tưởng được ha. Nam mô Bụt Thầy dạ. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ thay mặt cho nít vừa hỏi là kính tri ân sư ạ. Dạ con quay lại cái vấn đề tiếp tục hồi nãy nữa. Dạ. Dạ cái ý của con không phải là mình có thấy được hay là không thấy được cái một pháp thực tánh duy nhất. Dạ không có, là con đã biết được rồi, là sư đã nói và mình cũng hiểu được. Trong một cái búng tay thì nó có tới cả bao nhiêu ngàn cái sát na tâm, cho nên rằng là người thường thì không thể nào mà mình có thể mà bắt được trực tiếp. Mà vấn đề đặt ra ở cái chỗ là như vậy thưa sư, đó là cái gì? Mình thấy rõ ràng là con người nó là ghép của năm uẩn, mà tâm tham nó cũng là ghép của các tâm sở. Hai cái này nó rất là tương đương với nhau. Như vậy thì con người nó là giả danh của một cái khối năm uẩn, mà trong khi đó tâm tham nó lại là một thực tánh có thật, chứ nó không phải là cái pháp giả danh. Đó chính là cái chỗ mà con điều ra. Dạ, con chỉ nói là như vậy thôi. Thì tất nhiên là chúng ta không thể nào mà chúng ta biết được trực tiếp là cái một cái thực tánh và tâm tham được, bởi vì nó sanh diệt quá là nhanh. Thì con hiểu cái vấn đề mà sư giảng vừa rồi, chỉ có duy nhất là Đức Phật thôi. Dạ. Như vậy thì con ghét cái vấn đề này qua. Như vậy là con cũng nắm được cái ý của sư vừa mới trình bày rồi. Thì con nêu tiếp lại cái vấn đề nữa, đó là cái vấn đề về trong cái bài kinh về tiểu không đó, tiểu sinh, trong cái bài kinh mà tiểu không là này Ananda, là sau khi mà chứng đạt được thì ta sẽ an trú ở trên cái cú cánh vô thượng thanh tịnh không tánh Sunyata. À, như vậy này Ananda, thì các ông cần phải là học tập như vậy đó. Thì ở đây là cái chữ mà cú cánh vô thượng thanh tịnh không tánh, thì có copy cái chữ Bali là như vậy. À, có copy lại cái chữ là Bali, đó là Parisuddhang, là Parama Anuttarang Sunyatang. Thì cái chữ mà không tánh mà Sunyatang chỗ này thưa sư, thì nếu mà mình nói là vô ngã, con thấy hình như nó chưa đủ đúng không sư? Là ý con muốn sư chỉ dạy là cái sự liên hệ giữa cái chữ mà Sunyata,
sunyatang mà không tánh này nè, với cái chữ vô ngã anatta, thì hai cái này có liên hệ như thế nào? Nếu mà mình nói là một hình như là không đúng. Và xin sư giải thích là cái cứu cánh mà vô thượng thanh tịnh không tánh ở đây đó là đang ám chỉ cho cái pháp hữu vi hay là pháp vô vi. Dạ, còn kính gửi mít cha sư ạ. Nam mô Bố Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn. Dạ, kính thưa chư quý vị, mình nhớ đó, chỉ vô ngã đó là trạng thái sinh của cái danh sắc nó sinh diệt. Nhưng mà cái người mà khi mà thấy trạng thái sanh giác sanh diệt, cái đối tượng của họ đó thì nó là cái tiếng Bali là xuống với ta gì đó ăn. Thường thường mình dịch vô thường không tánh cái gì không biết, nhưng mà đó là người đó thấy sanh diệt. Nhưng mà cái lúc thấy sanh diệt đó, họ thấy cái trạng thái của sự sanh diệt đó là vô ngã. Còn có những cái gì mà thầy cũng thấy sanh diệt vậy, thấy cái trạng thái của sự sanh diệt đó thì họ cho cái là danh sắc nó vô thường. Nhưng mà cũng có người thấy cái đó nhưng mà họ cho cái sự sanh diệt đó là trạng thái khổ của danh sắc chứ không phải là trạng thái vô thường. Thành ra mỗi cái vậy đó, thì cái người mà cái trí tuệ có năng lực thì khi mà thấy cái trạng thái vô ngã ở trong một cái điều kiện, nghĩa là rất rất là cao tột của cái lúc mà họ thấy đó, thì cái chữ đó thường thường Đức Phật mới dịch là Parisuddhang Paramanuttarang Sunyatang. Nghĩa là chẳng những mà nó cao mà nó còn thanh tịnh nữa, chứ nó không phải giống như cái bậc khác, những cái bậc mà thường thường mình nói là bậc tinh văn đó. Thì họ thấy vậy đó, họ phải nhìn đi nhìn lại nhiều lần. Nhưng mà có những cái bậc mà thuộc loại tứ vô ngày giải đó, họ thấy cái đó là nó giống như một cái loại keo mà rắn chặt vô cái đối tượng đó mà thôi. Cái đối tượng đó đó là nó có ba chuyện đó. Chúng tôi tự nhiên là không nhớ tên ba cái tên của những cái người đó. Ví dụ cái người mà thấy vô thường nó khác, thấy người thấy khổ khác, người thấy vô ngã, cái ba cái tên của cái đối tượng nó khác nhau. Nhưng mà thấy vô ngã thì nó chỉ vô thường thanh tịnh không tánh. Còn cái kia là gì đó, chúng tôi mới nhớ, tại vì mình chưa tới nơi, mình chỉ biết vào pháp học mà thôi. Thành ra đó là chứng tỏ cái vị này lúc an trú vô cái này, tức là cái thời gian đầu của cái vị này đó, tức là họ đã thấy cái trạng thái mà sinh diệt là vô ngã. Nhưng mà ba những cái đối tượng như vậy đó, mình nói là tính pháp cũng không có đúng, mà mình nói giờ chế định pháp thì cũng không có đúng, bởi vì nó chỉ xuất hiện khi người đó đã thấy được cái đó, thấy được cái trạng danh sắc, thấy trạng thái sanh diệt của danh sắc. Thành ra bây giờ mình liệt kê vào cái nào thì chúng tôi không có thấy trong sách vở liệt kê, là mình nói dù cái chắc chắn nó là gì thì chúng tôi không có khả năng để nói nó là gì. Đó. Nhưng mà nó là một hình thức, một cái loại đối tượng của cái chúng sanh mà khi mà họ hành tới cái mức đó với cái sự thấy của họ là thấy vô ngã, thì cái đối tượng này là vô thượng thanh tịnh không tánh. Nhưng mà hỏi những cái đối tượng này đó, nó thuộc về thực tính pháp và chế định pháp, cái đó trong kinh điển chúng tôi tìm không thấy, là chúng tôi không có dám xác nhận nó là cái gì. Nam mô Bố Thà Gia. Nam mô Bố Thà Gia. Dạ, chúng con rất là tri ân sư về những cái lời dạy vừa rồi ạ. Dạ, tại vì cái vấn đề về sunyatang tánh không là một cái vấn đề nó rất là phổ biến và rất là quan trọng ở trong đạo Phật. Nói tới đạo Phật thì cái có thể nói là cái tánh không này được xây dựng lên như là một cái nền triết học luôn đó. Chỉ là con chỉ nghiên cứu thấy nói kỹ ở trong hai cái bài kinh, đó là cái bài kinh tiểu không với lại cái bài kinh là đại không, rồi xem chú giải thì cũng không có đi sâu gì nhiều. Dạ, thì con lên đây con trình bày với xin ý kiến của sư.
con tiếp tục nêu ra cái vấn đề. À, mà trước khi con nêu vấn đề thì con cũng xin mời các anh chị những cái đầu hữu khác á, là có những cái vấn đề gì đó để có cứ nêu lên. Chúng tôi dừng lại để cho các anh chị gõ ha. Xin mời các anh chị, chúng tôi dừng lại cái thời gian để cho các anh chị có thời gian mà gõ chữ nêu lên. Còn nếu ai muốn cần thì giơ tay lên. Rồi, như vậy thì chưa có ai, thì chúng tôi nêu ra vấn đề tiếp để cho sư chỉ dạy. Dạ. Thưa sư, có một cái vấn đề là như vậy, thì ai cũng biết rằng cái thái độ cố chấp và cứng nhắc vào một cái đúng, tức là cho dù cái điều đó là điều đúng, cho dù điều đó là điều đúng, nhưng mà mình có một cái thái độ cố chấp và cứng nhắc ở trên cái điều đúng đó, mình cho rằng cái điều này nó mới là đúng, những cái ngoài ra, những cái gì mà nó khác với cái điều này của mình thì nó là sai hết. Thì con biết rằng có một cái bài kinh vì Đức Thế Tôn có dạy rằng cái thái độ đó là cái thái độ sai, nhưng mà con muốn xin sư giảng dùm là cái thái độ sai này là do cái đương sự đó là đang thấy biết sai lầm ở cái chỗ nào mà mới đưa đến cái thái độ như vậy. Và con nhắc lại cái vấn đề của con nêu ra là như vậy, là trước một cái điều là đúng nha, trước một cái sự việc nó là đúng đàng hoàng, nhưng mà chúng ta có một cái thái độ gọi là cố chấp và cứng nhắc ở trên cái đúng đó, thì hình như chúng ta cũng đang sai. Nhưng mà cái sai này là do mình đang thấy sai và mình đang hiểu lầm, nôm na là mình đang có cái tà kiến ở cái chỗ nào mà nó đưa đến cái thái độ như vậy. Và con kính gửi mít xin sư Quan Hỷ từ bi chỉ dạy ở cái vấn đề này. Con gửi mít cho sư. Nam mô Phật Thà, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Giống như chúng tôi nói nãy đó, khi mà mình hành là mình chưa tới nơi đó, mà mình dựa vào pháp học để mình thấy cái chuyện đó rồi mình chấp vô cái chuyện đó, thì nó sai là sai ở chỗ nào? Sai ở chỗ cái bây giờ của nó là thực tính pháp chưa chắc. Mình nhớ cái chuyện đó. Mà cái này thường thường mấy cái người mà bắt đầu đi hành thiền dễ bị lắm. Cái đầu tiên đó mà mình đem pháp học mình áp dụng vô, mình hạ thủ công phu, thường là chấp vô những cái đầu mình thấy đầu tiên, mà nên nhớ cái đó đó là không có được. Tại vì cái chấp đó đó nó có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, cái thực tính pháp nó không có cái bây giờ để cho mình hiểu tới. Cái thứ hai đó, nó do cái quý vật sanh nu vật kinh lê xả nó chen vô. Để nhớ cái quý vật sanh nu vật kinh lê xả nó chen vô. Nó chen vô, dầu rằng mình thấy đúng vẫn là cái sai, là tại sao nó sai cái chỗ là quý vị, nếu quý vị nào coi trong cái 10 cái phiền não minh sát, chính cái đầu tiên là thiện pháp, chỉ có cái thứ 10 mới là ác pháp. Thì khi mình chấp như vậy đó là cái thứ 10 nó nhào vô, nó chụp, nó làm cho mình sai luôn mà mình không biết. Đó. Ví dụ như trong chú giải có giải thích, ví dụ cái gì đó thấy ánh sáng đó, ánh sáng chẹt 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 lên vậy đó, thì họ thấy đúng á, nhưng mà rồi cái gì đó chấp cái gì đó đó, nó làm cho cái tâm tham nó nhào vô, nó giật ông luôn, thành ra ông cứ nghĩ là ông là đúng rồi, ai nói ông cũng không nghe đó. Thì cái sai là sai cái chỗ đó, bởi vì mình chưa qua khỏi một số cái điều kiện nào trong pháp hành, cái thấy của mình đó, cần phải có ông thầy thấy, rồi ông thầy ông thiền sư ở kế bên là vậy, để có thể giải thích một số cái điều kiện mà cá nhân mình hiểu chưa tới hoặc mình thấy chưa đúng mức. Ví dụ như mình học Phật pháp à, mình học lời Đức Phật dạy thì không thể nào nói sai được. Cái lời Đức Phật dạy không có sai, nhưng mà mình hiểu sai, không phải mình hiểu sai nhiều, sai một tích tắc chỗ nào đó, thì cái chỗ sai đó làm cho mình dướng số cái điều kiện đi luôn. Đó. Thì cái này cũng vậy ha. Cũng vậy, anh thấy dễ bị lắm. Mấy này thì nhất là mấy ông nào đi hành thiền cũng dễ bị cái này lắm, mà gặp thiền sư thứ thiệt là ông chửi ra, chứ còn thiền sư thứ giả là ông cơm dứt đuôi rồi. Về thành ra quý vị thấy nhiều người đi hành thiền về cái nó được cái này cho cái nọ là vậy đó. Được cái gì, được cái số không, cũng
Còn hãnh diện, Nam Mô Bổn Thầy. Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, dạ, con nhớ là sư thường nói là được thành ra là hành giả họ tôn của ông sư. Dạ, sư thường nói như vậy. Rồi, xin mời bà con khác là nêu vấn đề lên. Nếu mà chưa có ai nêu thì con lại tiếp tục đặt ra vấn đề tiếp tục. Và đó là cũng là một cái vấn đề là rất là vi tế, mà nó là thực tế. Thực tế có nghĩa là nhiều khi ở trên cái điều nó là đúng 100% theo giáo lý, đưa ra rất là đúng. Nhưng mà thật ra với cái thái độ mà cố chấp và cứng nhắc ở trên đó thì nó thành ra là sai. Như thư vừa mới trình bày thì tới đây thì con lại nhớ tới một cái đoạn kinh của trong cái bài kinh mà Cách Cha Gia Ná Gót Tá Suốt Tá. Thì cái đoạn kinh đó là: này Cha Gia Ná, sự chấp thủ vào phương tiện bị thiên kiến nó trói buộc phần lớn cái nhà. Để con gõ cái câu đó lên: này Cách Cha Gia Ná, chấp thủ vào phương tiện và bị thiên kiến nó trói buộc phần lớn thế gian này là như vậy. Thì sẵn ở đây cái vấn đề này thì xin sư giảng cho chúng con về như thế nào gọi là chấp thủ vào phương tiện, và như thế nào gọi là mình bị cái thiên kiến, mình bị cái nhận thức gọi là thiên lệch và thiên vị nó trói buộc với mình. Là xin sư quan hỷ là cho những cái ví dụ mà nó cụ thể để mà chúng con có thể là hiểu được cái vấn đề là như thế nào là mà chúng ta đang rơi vào một cái sự chấp thủ vào phương tiện, và chúng ta đang bị cái nhận thức gọi là thiên vị, thiên lệch nó trói buộc mình. Và dạ, con kính gửi mít cho sư chỉ dạy ạ. Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, kính bạch chư tông. Dạ, kính thưa quý vị. Xin thưa quý vị, cái này bị nhiều lắm. Chúng tôi thí dụ cái thí dụ này để cho quý vị hiểu không? Quý vị đi học tới đâu thì chúng tôi không có bàn ở đây. Nhưng quý vị qua đó, quý vị vô trường thiền của ngài Ma Si, biểu niệm phòng xếp phòng xếp. Quý vị nhìn cái bụng quý vị để phòng xếp phòng xếp. Cái đó là chấp thủ phương tiện. Nhưng mà không hiểu cái phương tiện đó người ta lấy từ đâu ra, người ta bắt buộc mình làm cái gì. Thành ra nó bị thiên kiến trói buộc. Hồi chúng tôi mới qua đó, chúng tôi vô chúng tôi hành đó. Nó tại vì hồi xưa giờ là mình ở bên Thái, thì mình ở bên Thái mình hành đeo bằng thiện là cái lông mũi, mình nhân lông mũi mình niệm hơi thở ra cái vậy. Nhưng tới qua chúng tôi làm khoảng 2 tuần không được, tôi tức quá. Chứ thiệt chứ, còn thường thường với phụ tá thì chưa dạy. Chúng ta hỏi với ngài, xin ngài cho con biết là khi mình nhìn cái hồng xẹp để mình thấy cái gì. Chỉ nói câu rất ngắn nghe thôi. Thì ngài trả lời một câu rất là ngắn. Đó là chịt tà chá qua vô tha thụ. Rồi ngài nói sơ sơ, chịt tà chá qua vô tha thụ có nghĩa là thấy cái chất gió phát sanh do tâm. Nó làm cho cái chuyển động của bụng của phòng lên hay xẹp xuống. Tức là mình nhìn phòng, mình nhìn mình đem phòng xẹp, đâu phải để mình thấy cái bụng phòng bụng xẹp. Mà mục đích cái đó là để thấy cái sự chuyển động của chất gió mà thôi. Thành ra mình chấp thủ vào cái phòng xẹp mà mình không hiểu rõ, thành ra bị cái thiên kiến nó trói buộc. Thì chết là phải rồi. Đó, xin thưa quý vị là chuyện rất là dễ hiểu. Không phải nhìn phòng xẹp để thấy cái bụng phòng của bụng xẹp, mà để thấy cái chất gió nó chuyển động, nó làm cho cái hệ thống đó nó vậy. Thành ra dâu rằng ngài dùng cái phương tiện cho mình để phòng xẹp, nhưng mà để thấy thực tính pháp, chứ không phải là để thấy cái bụng phòng xẹp xẹp rồi mình bị cái tà kiến nào trùng vô làm cho mình bá thở luôn là vậy đó. Thì đa số đời bây giờ là vậy. Tại vì không hiểu từ cái đầu rồi chấp vào cái điều kiện đó. Bởi vì cái đó là của ngài Đại Thiền Sư thôi, nói ra mà mình đi phê bình, mình hỏi thôi lui làm gì. Đó lý do là vậy. Hy vọng quý vị hiểu được cái đó để tránh ra. Nam Mô Bổn Thầy.
Nam mô Bụt Thà, dạ, dạ con kính tri ân sư ạ. Vậy thì cái ví dụ như là cái giáo lý về vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh là để có phải đó là một cái phương tiện để mà giúp cho những cái chúng sinh là còn phàm nhân còn chấp vào là thường lạc ngã tịnh hay không thưa sư? Ý con muốn hỏi lại một lần nữa đó là như vậy thì cái giáo lý vô thường, khổ, vô ngã thì đó có phải là một cái phương tiện hay không? Dạ con xin gửi mic cho sư ạ. Nam mô Bụt Thà, dạ kính bạch chư thông, dạ kính thưa chư vị. Cái đó không phải là phương tiện, mà cái đó là điều kiện để nói tới cái sự thấy của cái hành giả đó. Bởi vì khi mà hành giả đó, ba cái đó là nó nằm trong một chỗ của danh sách. Nhưng mà khi hành giả vô đó, tùy theo cái điều kiện của mình để mình thấy cái gì. Có hành giả nhìn thấy danh sắc phòng xẹp là vô thường, có những hành giả thấy cái sự phòng cái danh sắc mà sanh diệt đó là khổ, có những cái hành giả thấy cái sự sanh diệt của danh sắc đó là vô ngã, chứ không phải là mình vô đó mình hành cái mình thấy một lần ba cái, không phải. Nhưng mà khi mà kinh điển thì nói chung vậy đó, nó vô thường con nào vô ngã vậy. Nhưng mà khi mà cái điều kiện là nó không nằm trong cái vô thường còn ở vô ngã, mà nó nằm trong cái điều kiện của cái hành giả. Hành giả đó trong quá trình học Phật Pháp, quá trình tu tập như thế nào, nhưng mà khi thấy danh sắc sanh diệt thì cái gì đó thấy cái sự vô thường của nó. Nhưng cũng có vị khác thấy vậy, nhưng mà thấy đó là cái sự khổ. Tại sao thấy khổ? Tại vì nó sanh mà mình muốn nó định diệt, nó cũng không theo ý của mình, nó mình khổ. Còn cái vị khác cũng thấy vậy, nhưng mà tại sao thấy vô ngã? Bởi vì mình không thể biểu nó theo ý theo mình, nó không có cái thực tánh nào trong đó hết, làm sao mình thấy được cái sanh diệt của nó. Đó, tùy theo cái điều kiện đó, chứ không phải là mình, không phải là cái đó là cái phương tiện làm gì cả, nhưng đó là điều kiện để ông thiền sư ông nhìn ra ông này đó, thuộc loại nào, để khi mà hành lên những cái mức cao cao đó, ông có thể ông hướng dẫn để cho vị đó đừng có dính vào những cái chấp thủ phương tiện, bị thiên kiến, bị này bị nọ. Chứ không phải không có người nào có khả năng thấy cả ba đó, tùy theo cái tiền nghiệp của mình như thế nào thì thấy từng cái mà thôi. Nam mô Bụt Thà á. Nam mô Bụt Thà, dạ con kính tri ân sư ạ. Nếu mà sư vừa mới nói rằng là cái giáo pháp mà vô thường, khổ, vô ngã nó không phải là một phương tiện, như vậy đó là một cái cứu cánh, là một cái mục đích cuối cùng hay sao thưa sư? Bây giờ chỉ có hai thôi. Một, nó là phương tiện để mình nương vào đó mình đi đến cái cứu cánh cuối cùng là giác ngộ tứ đế, con lấy ví dụ như vậy. Và hai thì nó là cái cứu cánh rồi, nó là một cái chân lý là bất di bất dịch, là cứu cánh, một cái sự thật tối thượng rồi. Thì như vậy chỗ này chúng con phải hiểu như thế nào? Và con xin sư quan hỷ từ bi giảng giải rõ là cái giáo pháp mà tam tướng đó, mà chúng ta có hiểu nó là một cái phương tiện hay là không phương tiện, hay là một cái mục đích cứu cánh, một cái chân lý coi như là bất di bất dịch, là cố định như vậy rồi. Dạ con xin gửi mic cho sư chỉ dạy. Nam mô Bụt Thà, dạ kinh bạch chư tôn, dạ kinh thưa chư quý vị. Thật sự nó là điều kiện để cho mình đạt được cái cứu cánh của mình. Cái điều kiện là gì? Tất cả các hành giả khi hạ thủ công phu đi đâu không biết, nhưng mà cái điều kiện là phải thấy danh sắc đã. Thì chính cái danh sắc đó là nó có sự sanh diệt, rồi từ đó mới đi lên cái cao được. Còn mình không thấy sanh giác danh sắc thì mình không thể thấy sanh diệt. Mà mình, nếu mình không thấy sanh diệt thì mình không có đi đâu được, đứng chỗ đó.
Thành ra trong 16 tuệ minh sát, tuệ đầu tiên là tuệ thấy danh sắc. Nói cách nào nói nữa mà bỏ qua cái đó không được. Đó là cái điều kiện ban đầu để cho mình đi tới những cái khác. Khi mình thấy danh sắc rồi, mình mới thấy cái sự sanh diệt của nó. Từ cái sự sanh diệt nó mới đưa tới cái nhân duyên. Nhân duyên nào làm cho nó sanh diệt nghiêm trọng là cái tệ thứ ba đó. Rồi tệ thứ tư mới bắt đầu thấy sanh diệt rõ ràng. Nhưng mà khi mà thấy sanh diệt rõ ràng thì những cái khác nó chen vô. 10 cái quý vật sinh u vật cái lê sạ nó chen vô. Khi nào mình vượt qua khỏi cái đó rồi đó, thì nó mới tới những cái khác được. Còn mình chưa vượt qua được cái quý vật sinh u vật cái lê sạ thì trước sau gì cũng cũng gói về về nhà trở lại chứ không đường nào đi qua được. Thành ra cái ba cái chuyện mà Huynh nói đó, nó là điều kiện ban đầu để mình đi tới. Thiếu cái đó không được để đi tới những cái cứu cánh về sau. Chứ còn cái đầu tiên mới chỉ là điều kiện mà thôi. Mà điều kiện nó không thể thiếu được. Nam mô Phật Thầy vậy. Nam mô Bụt Thầy vậy. Dạ, như vậy thì rõ rồi. Nếu đó là điều kiện thì như vậy rõ ràng là nó là một cái phương tiện. Nó được xem như là một cái phương tiện để mà đi đến cái cứu cánh. Tại vì nó là điều kiện nó rõ ràng nó là một cái phương tiện. À, thôi đây con thấy có cái sự giơ tay của sư Quán Không, và con kính mời sư lên đặt câu hỏi trực tiếp với lại ngài Liễu Tông. Con kính gửi mic cho sư Quán Không. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Con kính lễ chư tôn Đức Tăng, kính chào quý cô quý thiền hữu thích thức trong đạo tràng. Dạ, kính bạch ngài, khi con đọc cái cuốn tìm hiểu về pháp hành thiền tuệ do ngài Thamarakita biên soạn á, thì có một cái câu cái đoạn là một hành giả khi hành thiền á thì phải giao tròn vẹn cái sinh mạng của mình cho cái vị thiền sư đó. Thì con cũng hồi hộp bởi vì không biết cái vị thiền sư đó là một vị thiền sư thử thiệt hay là giả như lúc nãy ngài nói, cho nên con thắc mắc là không biết làm sao để mà phân biệt được một vị thiền sư là thật hay là giả. Kính ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bụt Thầy, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự là mình biết mình không biết không được đâu, mình là cái nhân vật mình đi học, còn mình đâu có tư cách gì mình biết người ta tới đâu đồ rồi thì thầy giả. Nhưng mà thường thường đó, nó có một số cái điều kiện của trường thiền đó để mình dựa theo đó để mình quyết định cái gì đó có khả năng cái nào để mình theo. Theo rồi qua một vài lần trình pháp này kia ông chùm đó thì mình có thể là mình biết cái nào để mình dọt. Có những cái trường thiền ở bên Thái, nghĩa là trường thiền mà ở trong rừng hay bằng miếng điện mà ở trong rừng nha. Chứ còn trường thiền ở ngoài mà thành phố giống như Bangkok hay là Yangon hay là gì đó thì thường thường mấy trường thiền đó là họ muốn giới thiệu những cái pháp hành của xứ họ tới người ngoại quốc mà thôi. Chứ còn nếu mà tới nơi thì chúng tôi không có recommend. Thì trường thiền mà ở trong rừng tư thiệt đó, hai cái trường thiền chúng tôi từ qua bên tay là cái câu đầu tiên của ông thiền sư cũng nói vậy đó. Ở đây chúng tôi chỉ nhận thiền sinh học hết chi về pháp trung cấp, nói rõ ràng nếu chưa học xong gì pháp trung cấp chúng tôi không có nhận. Thì mình thấy là cái đó là cái điều kiện đầu tiên mình có thể mình tin tưởng phần nào đó. Rồi sau khi mà học xong cái đó chúng tôi đi lên trở lại thì ông vô bắt phải thi chứ không phải là vô nghe mình nói mình học xong cái ông ấy rồi ông hỏi tới hỏi lui mấy lần vậy đó, rồi cả ông mới biểu thử cái này thử cái nọ. Thì mình thấy mình tin tưởng ở cái điều kiện ban đầu, tại vì lý do là ở Thái Miến Điện mà muốn học hết gì pháp trung cấp nó tốn thời giờ, là mà phải học tư thiệt chứ không phải học chơi chơi rồi dùng nói là học hết gì pháp trung cấp mới được.
thì những cái trường thiền đó, đó thì thiền sư người ta có khả năng, còn có khả năng tới nào thì miễn bàn, tại vì mình đâu đâu phải là thứ thiệt đâu mà biết đã khả năng đó. Thì đó, những đó là những cái điều kiện mà tiên quyết để cho biết chắc chắn là ở Miến Điện đó, những cái trường thiền mà ngoài thành phố lớn đó, thì ta muốn giới thiệu cái điều kiện của họ, thành ra mình phải có khả năng về pháp học chút để bây giờ mình làm mà không ra đó thì mình lên mình hỏi cái mục tiêu để thấy cái gì giống như chúng tôi nói nãy thì mình sẽ biết. Còn nếu mà ông không có chỉ ra được cái mục tiêu rõ ràng thì quý vị nên question chứ chứ đừng để tốn giờ không vô ích. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, thay mặt cho sư Quán Không kính tri ân sư về cái câu chỉ dạy vừa rồi ạ. Không biết là có ai có muốn nêu những cái vấn đề tiếp theo á, là xin mọi người cứ việc gõ lên hoặc là giơ tay lên. À, chúng tôi dừng lại ít phút để cho các anh chị đạo hữu là có cái thời gian để mà gõ câu hỏi lên nha. Ưu tiên cho các câu hỏi của các anh chị khác ở trong rừng. Vấn đề hồi nãy con nêu ra là cái vấn đề về chấp thủ phương tiện và bị cái gọi là cái thiên kiến nó trói buộc. Thì con nhân ở đó, nhân cái lời giải đó ở trong kinh đó, thì con đưa cái vấn đề đó là cái phương tiện, là cái giáo lý phương tiện đó là vô thường, khổ và vô ngã. Nó là cái điều kiện, là một cái phương tiện để mà đi đến cứu cánh. Thì bây giờ mình nhìn lại cái câu, cái lời dạy trong cái bài kinh Cách Cha Giang Ná Gót Tá. Đó, thì chấp thủ vào phương tiện và bị thiên kiến nó trói buộc. Thì sẵn ở đây thì xin sư là cho một cái ví dụ cụ thể để mình biết rằng là như thế nào á, là mình đang chấp thủ vào cái phương tiện tam tướng. Dạ, tại vì tam tướng cũng là một cái nhận thức về phương tiện để mà phá đi cái tà kiến chấp là thường, lạc, ngã và tỉnh. À, như vậy thì như thế nào là một cái sự gọi là chấp thủ vào cái giáo lý là tam tướng đó, và như thế nào là mình bị cái giáo lý, mình thiên kiến và trên cái tam tướng đó nó trói buộc mình là như thế nào? Dạ, con kính gửi mít cho sư chỉ dạy ở chỗ này. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch Địa Tạng, dạ kính thưa chư quý vị. Giống như chúng tôi nói là mỗi một người chỉ có khả năng thấy một cái mà thôi, thấy một cái mà thôi. Thành ra mình đi tới cái chỗ nào đó mà vị thiền sư đó nói là phải thấy cái cả ba, là thấy cái gì đó, thì cái đó là nếu mình tin đó, là mình chấp thủ vô những cái điều kiện đó chứ không phải không. Mà khi chấp thủ vào đó thì chắc chắn là cái sự hiểu lầm của mình đó, nó có năng lực, có năng lực nó trói buộc. Bởi vì trong tất cả các sách vở mà trong những cái điều kiện mà về thiền đó, thì cái chuyện đầu tiên thì thấy giống nhau, tức là thấy danh sắc. Nhưng mà sau đó đó, khi mà thấy cái sự sanh diệt của danh sắc, thường thường thầy sư cũng sẽ hỏi, cũng hỏi là cái đó là thấy như thế nào. Thì cái gì đó sẽ diễn tả cái sự sự thấy mà qua cái thiên kiến của họ. Giống như chúng ta nói là ví dụ mình thấy sinh diệt cái mình
có cảm giác gì gì đó, thì cái cảm giác đó nói lên cái đó. Tức là cái cảm giác thường thường là thiên kiến, tại vì mình vô mình hành mình không có nhiều cái sự hiểu biết trong pháp hành. Thành ra mình thấy vậy là thường là mình nghĩ tới cái điều mà mình nghe người ta nói liên quan tới học, thấy cái đó tức là vô ngã đó, thấy cái đó lại đó, thật sự là nó không có đúng. Mà mình bị trói buộc bởi những cái điều kiện mà nó không có, không phải là sự thật. Thì cái đó rất là nguy hiểm. Nhiều người nguy hiểm mà lạc đường là vậy đó, thành đã lạc. Cái điều nữa đó, mà khi mà lạc mà không có có dám nói thật để cho ông thầy sư được biết, mà cứ né 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 rồi trình bày những cái mà basic để cho ông thầy sư biết mình đang hành đầy đủ tốt gì này kim sầm, thì cái đó là mình chết chứ không phải ông thầy sư chết. Mà khi mà ông thiền sư mà ông phát giác ra là ông đuổi mình là mình đã chết một phần cơ thể rồi, chứ ông đâu có gì, ông đâu có cho ở lại nữa, bởi vì mình đã không có thành thật giáo. Nó khổ vậy đó. Thành nên có những cái mà mình không hiểu thì mình nên thành thật trong lúc mình vô trong những chỗ vậy. Thành thật mình tìm hiểu rõ ràng, mình không biết cái nào biết thì mình cũng phải kể cho ông thiền sư để cho cái sự hiểu biết mình là đúng hay không. Còn cái nào mình không biết mình xin thì sư giải thích để cho rồi, cái điều đó nó như thế nào mình có khả năng để mình theo ấy, hay là chứ còn cái này không có hỏi mà mình còn giấu nữa đó. Thì cái đó là rất là nguy hiểm trong cái phương pháp hành thiền, bởi vì quý vị nên nhớ thiền là một loại thiện pháp. Nếu quý vị đi đúng đường thì bất khả tư nghi, mà quý vị đi sai một cái là cái hậu quả cũng không thể nghĩ bàn. Chứ nó không phải là chuyện trời. Nó rất là nguy hiểm. Bởi vì thiền đó là cái đi đúng đường thì quả nó rất là lớn. Nhưng mà lạc đường rồi cái quả nó không phải là nhỏ. Thành ra mình phải có một số cái điều kiện trước khi mình đi tới những đường thiền nào đó. Mình phải tìm hiểu hoặc tìm sách của người ta mình đọc, để khi mình vô đó đó mình không có sợ lạc, mình không có sợ lạc, hoặc là mình biết chắc chắn ít nhất là mình còn có được cái căn bản nào đó. Chứ còn nếu không rất là nguy hiểm, tại vì bây giờ đa số đó là họ có những cái phương tiện để đi tới cái phương tiện và là điều kiện luôn để đi tới chuyện gì đó mà mình không biết. Thí dụ như có những cái trường thiền ở bên Thái đó, vô là phải bút thô, niệm khác không được, phải niệm bút thô thôi. Hoặc là có những cái trường thiền đó là có những cái cách niệm riêng đó. Mà mình không hiểu nó là cái gì là mình chết. Không hiểu là phải hỏi liền, dầu rằng mình mới vô mình cũng phải hỏi. Còn nếu không hỏi đó thì mình sẽ bị cái tà kiến nó trói buộc chưa đó. Bởi vì mình nghĩ là mình đi đúng đường, mình gặp được vị thầy là thiền sư thứ thiệt của này kia ông chồng, là cái người lỗ vốn là mình chứ không ai. Thành ra quý vị cũng nên cẩn thận. Nam mô Bích Thạc nhé. Nam mô Bích Thạc giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Con kính lễ chư tôn đức tăng, kính chào quý cô quý thiền hữu trí thức trong đạo tràng. Dạ, kính bạch ngài thì trong thanh tịnh đạo con thấy có đề cập đến những cái trở ngại trước khi đi hành thiền, những cái trở ngại trước khi hành thiền mình phải giải quyết. Thì trong đó thì con nghĩ là có cái phần học về lý thuyết. Khi mà đi hành thiền á thì có gạt hết tất cả những cái mà mình đã học đó, để mà mình thật sự mình hành thiền, tập trung vào hành thiền hay không? Con xin kính dâng bích đến ngài ạ. Nam mô Bố Thà Gia, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Dĩ nhiên mà mình vô mình đi, bắt đầu mình đi học hay đi thì nó cũng số cái điểm chuyện rất là lớn, mình phải hiểu, chứ mình không hiểu là không được. Thành ra khi mình vô đó, cái nào mình không có, có những cái là mình có thể mình tự làm được, thì trong thanh tịnh đạo kể rất rõ ràng bao nhiêu chuyện lấy được.
Rồi những cái chuyện mà mình cần để ý là thí dụ như là mình là nhà sư mình đi thiền mình phải coi cái vùng đó mình phải điều nghi ngoại để diệt thật đàng hoàng, chứ không mà mình bị phản ứng gì thật thì nó cũng không có lợi gì cho mình cả. Cái nữa đó, thường thường đó, theo chúng tôi biết thì đa số những cái trường thiền đó thì họ cho những cái vị mà phụ tá thì người ta gọi là phụ tá thiền sư đó, chứ thật sự mấy cái gì đó cũng là vô tập một hai tháng họ thấy có nhiều cái pháp tiến bộ thì họ cho coi mấy ông thiền mấy ông thiền sư đấy đó. Thành ra mình phải cẩn thận, mình hỏi đàng hoàng, mình hỏi cái vị nào là cái vị mà thiền sư mà đang coi cái sự tu tập của mình, để khi mà mình bí thì mình phải tìm tới cái gì đó mình hỏi, mình thắc mắc cái gì đó thì mình phải đi tìm tới cái vị đó mình hỏi, chứ không nên hỏi mấy cái vị mà họ thế với ông thiền sư đấy, họ coi mình này nọ chậm, không nên hỏi, bởi hỏi cũng vô ích, họ không có giúp được mình nhiều, phải tới gặp xin gặp đàng hoàng. Bởi vì nhiều cái có những cái trường thiền họ tổ chức rồi, cái gì mà cho mình trình pháp nó khác, cái gì thiền sư chánh nó khác, cho nên nó không có phải là một. Thành ra nhiều khi mình vô mình trình pháp với cái gì đó mà có những cái mình vẫn út mắt, hoặc là cái vị đó trả lời mình mà không có được, mình chưa thông suốt đó, mình có quyền xin đi gặp thiền sư chánh, thì họ sẽ mời mình lên cốc của gì đó liền. Còn ông thiền sư mà phỏng vấn hay là coi đối tượng mình như thế nào, thường tới giờ là ông ra ngoài đó để mình tới mình nói. Còn thiền sư thứ thiện bây giờ ông ra đó, ông ở trong cái cốc của ông lộ ông hành nữa. Thành ra mình khi nào thắc mắc mình nên tìm tới hỏi để biết cái gì đó là ai, rồi mình xin tới mình xin nhờ ngài giải thích một số thắc mắc như vậy như vậy như vậy đó. Thì nó giúp mình nhiều lắm. Chứ còn nếu mình không có biết thì vô thôi, cái ông nào cũng được, mà ông nào vô đây ở trong này chắc là thiền sư ít, là không có nên. Bởi vì cái đó nó xảy ra cái gì trục trặc đó, mình là cái người lãnh đủ chứ không phải là ông thiền sư cũng lãnh. Nam mô Phật Thầy á. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ con tiếp tục quay lại về cái vấn đề là chấp thủ và phương tiện. Thì con nhớ rằng là có một cái tích truyện ở trong cái kinh nào đó, con cũng không nhớ cụ thể, nhưng mà cái truyện nói rằng là các vị giáo thọ cũng thường dẫn cái tích này để mà nói khi mà dạy về thiền, là có một cái vị tăng ngồi thiền với cái đề mục hình như là thể trược chẳng hạn. Thì có một cái cô gái họ đi ngang qua, rồi sau đó thì cái người nhà của cái cô gái đó mới đi tới hỏi là sư có thấy một cái người mới vừa đi, cô gái mới vừa đi ngang đây không? Thì cái vị sư đó trả lời là tôi không có thấy người con gái nào mới đi ngang đây, tôi chỉ thấy một cái bộ xương trắng. Thì xin sư, đây có phải là một cái thái độ gọi là chấp thủ vào phương tiện hay không thưa sư? Là tại vì cứ trả lời là cô gái thì có sao đâu, mà tại sao lại đối với những người thường mà lại mình trả lời rằng là tôi chỉ thấy một cái bộ xương trắng, một cái sự vô ngã chẳng hạn, giáo lý vô ngã, mà trong khi đó rằng rõ ràng là đâu cần thiết như vậy. Cho dù là thật sự là cái mình có thật sự mình thấy được như vậy, thì cái vấn đề đó đó có phải rằng là đang rơi vào cái gọi là chấp thủ vào cái phương tiện là thiền định hay là cái giáo lý về vô ngã hay không thưa sư? Dạ con kính gửi mít cho sư ạ. Nam mô Phật Thầy gia kinh bạch chư tàu hoàng giả kinh thưa chư vị. Lâu lâu người ta kể những cái chuyện tàu lao vậy đó, mình thích vô là mình chết. Bởi vì cái gì mà đang hành thiền, người ta đi tới rồi ta có đối tượng riêng của người ta có nhìn không có thấy cái gì cả. Thì dầu có lời hỏi người ta cũng đến chứ làm sao người ta thấy cái gì đâu. Ngay cả mình bây giờ mình tập thiền không riết, ai thì ông thì sư cũng cho đề mục rồi, mình lo mình nghe cái đó đều đấy chứ mình lo mình nhìn xung quanh coi người ta thở dài thở ngắn làm gì.